À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đến với khóa học hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa của bộ sách ngữ văn 8, kết nối tri thức với cuộc sống. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hành là bài số 4, tiếng cười trào phúng trong thơ. Nội dung thực hành của chúng ta đó chính là phần thực hành tiếng Việt với tiêu đề sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ. Chúng ta sẽ đi vào phần giải quyết các câu hỏi trong phần thực hành tiếng Việt. Câu số 1 nằm ở trang 86, sách giáo khoa ngữ văn 8 tập 1. Phân biệt sắc thái nghĩa của các từ ngữ sau và cho ví dụ để làm rõ sự khác nhau về cách dùng giữa các từ ngữ đó. A là ngắn và cụt ngủn, B cao và lêu nghêu, C là lên tiếng và cao giọng, D chậm rãi và chậm chạp. Chúng ta chú ý cho cô ở đây. Trong câu hỏi số 1 này thì có hai yêu cầu chúng ta cần phải giải quyết được. Thứ nhất, phải phân biệt được sắc thái nghĩa của các từ ngữ. Thứ hai là chúng ta phải đưa ra ví dụ cụ thể để có thể minh họa cho cái điều mà chúng ta vừa trả lời được. Cô gợi ý cụ thể để chúng ta có thể giải quyết dễ dàng hai yêu cầu của câu 1 này như sau. A, ở đây ngắn là chỉ tính chất trung tính nhưng cụt lủn, có sắc thái châm biếm. Đặt câu, ví dụ như là câu văn này ngắn quá, sao câu văn này cụt ngủn thế? B, từ cao thì là để chỉ mang sắc thái trung tính, còn lêu nghêu thì mang sắc thái nghĩa chê bai. Đặt câu cho hai từ này cụ thể như sau. Dáng người của Tuấn rất cao, dáng người của Tuấn trông lêu nghêu. Sang tiếp câu C, lên tiếng ở đây là chỉ mang sắc thái trung tính, còn cao giọng thì mang sắc thái mỉa mai. Chúng ta có thể đặt câu ví dụ như là Hoa lên tiếng đòi lại công bằng đối với những người thấp cổ bé họng. Và đặt câu thứ hai là cậu ấy cất cao giọng nói với mọi người rằng tôi là người có điểm cao nhất lớp. D, từ chậm rãi chỉ mang sắc thái tích cực, còn chậm chạp mang sắc thái tiêu cực. Đặt câu để minh họa cụ thể như sau. Cậu ấy làm mọi thứ chậm rãi, rất chắc chắn. Cậu ấy làm gì cũng chậm chạp. Chúng ta cùng sang tiếp câu hỏi số 2. Yêu cầu câu hỏi đó là đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. Huống chi ta cùng các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn vào buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vết của kho có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi tai vạ về sau. Trích từ bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn. Có hai yêu cầu chúng ta cần phải trả lời. A là tìm trong đoạn trích 5 từ Hán Việt và giải nghĩa các từ đó. B là đặt một câu với mỗi từ Hán Việt tìm được. Chúng ta hãy nhớ lại cho cô kiến thức, dấu hiệu nhận biết về từ Hán Việt để có thể tìm được chính xác các từ Hán Việt trong đoạn văn ngắn này. Cô gợi ý cụ thể như sau. Ở yêu cầu A, tìm ra các 5 từ Hán Việt và giải nghĩa nó. Thì ở đây cô sẽ gợi ý cho chúng ta. Thứ nhất là từ loạn lạc. Nghĩa của nó là nói về tình trạng hỗn loạn, trật tự mất hết trong một nước. Từ thứ hai đó là gian nan, ý chỉ là có nhiều khó khăn gian khổ phải vượt qua. Từ Hán Việt thứ ba là giả hiệu, tức là chỉ trên danh nghĩa chứ thực chất không phải, cốt để đánh lừa. Từ thứ tư đó là triều đình, đó là nơi các quan vào chầu vua và bàn việc nước, thường dùng để chỉ cơ quan trung ương do vua trực tiếp đứng đầu của nhà nước quân chủ. Và từ thứ năm, ở đây chúng ta cần tìm ra được là từ thác mệnh, có nghĩa là ỷ lại. Chuyển sang giải quyết câu hỏi B ở trong câu hỏi số 2 này. Đó chính là đặt câu với mỗi từ Hán Việt tìm được. Cô gợi ý cách đặt câu cho các từ như sau. Với từ loạn lạc, cô có câu thời buổi loạn lạc, nhân dân phải sống trong cảnh lầm than. Với từ gian nan, cô gợi ý đặt câu. Con người phải trải qua gian nan vất vả mới đạt được thành công. Còn với từ giả hiệu thì cô gợi ý đặt câu ở đây là anh ta đã giả hiệu người khác để làm những việc xấu. Còn từ triều đình chúng ta có thể dễ dàng đặt rất nhiều câu khác nhau. Ví dụ như là các quan lại trong triều đình đang họp bàn việc nước.
Cuối cùng là từ thác bệnh, thì chúng ta cần chú ý đặt vị trí của nó ở phần nào cho nó phù hợp để khi chúng ta tạo thành một câu văn thì nó sẽ phù hợp về nghĩa. Ví dụ như là anh ấy trước lúc hy sinh đã thác mệnh cho đồng đội. Đó là phần hướng dẫn chi tiết cho câu hỏi số 2. Chúng ta cùng chuyển sang tiếp câu hỏi số 3 ở trang 87. Theo em, các từ in đậm trong từng nhóm câu sau đây có thể thay thế cho nhau được không? Vì sao? A. Cuộc kháng chiến vĩ đại ấy là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Anh ấy có một thân hình to lớn, săn chắc. B. Không thể thống kê chính xác số người chết trong nạn đói năm 1945. Người chiến sĩ ấy đã hy sinh trong một trận chiến ở biên giới phía Bắc. Cụ tôi đã mất cách đây 5 năm. Ở câu hỏi số 3 này thì cũng có hai yêu cầu rất rõ. Nhưng chúng ta sẽ ghi câu trả lời rất là ngắn gọn thôi. Thứ nhất đó là về yêu cầu đầu tiên, có thể thay thế các từ in đậm trong các ví dụ này hay không? Thì chúng ta lưu ý cho cô là không thể thay thế được. Bởi vì nếu như chúng ta thay đổi thì sẽ mất đi sắc thái nghĩa khái quát trừu tượng. Từ vĩ đại thì thường mang một ý nghĩa sự kiện liên quan đến tầm vóc lớn lao trọng đại. Từ to lớn thì lại chỉ sự vật, con người mang tính hẹp hơn. Còn ở yêu cầu B ở đây là chúng ta cũng không thể thay thế, vì nếu thay đổi như thế thì sẽ mất đi sắc thái trang trọng trong từng câu văn. Chúng ta hãy đọc kỹ lại để chúng ta có thể thấy là với cách dùng từ như vậy nó đã là hợp lý rồi trong hoàn cảnh và cũng như là phù hợp với lại đối tượng. Thì nếu như chúng ta thay thế, đảo lộn vị trí đi thì chắc chắn là nó sẽ không phù hợp về nghĩa và sắc thái nghĩa nó sẽ không thể nào như ban đầu được. Chuyển sang câu hỏi số 4 ở trang 87. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu. Vừa truyền cho hai chú cháu đứng dậy và nói tiếp. Việc nước đã có người lớn lo, Hoài Văn Hầu nên về quê để phu nhân có người sớm hôm trông cậy. Đế vương lấy hiếu trị thiên hạ, em ta không nên sao nhãng phận làm con. Vừa lúc ấy, một nội thị bưng một mâm cỗ đi qua. Thiệu Bảo cầm lấy một quả cam sành chín mọng trên mâm, bảo một nội thị đưa cho Hoài Văn. Trích từ bài Lá cờ thêu 6 chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng. Yêu cầu A đó chính là tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ in đậm trong đoạn trích trên. B là việc sử dụng các từ in đậm đó đã đem lại sắc thái gì cho lời văn. Chúng ta đã học đoạn trích này rồi và chúng ta cũng có thể hiểu được ý nghĩa của các từ này rồi. Ở đây cô gợi ý trả lời câu hỏi này như sau. Đối với yêu cầu A đó là tìm từ đồng nghĩa với mỗi từ in đậm thì chúng ta sẽ có các từ như sau. Với từ phu nhân thì từ đồng nghĩa sẽ là vợ. Với từ đế vương thì từ đồng nghĩa là từ vua. Thiên hạ có từ đồng nghĩa là thế gian, trời đất. Nội thị thì từ đồng nghĩa sẽ là người hầu, kẻ hạ, thái giám. Ở yêu cầu B là việc sử dụng các từ in đậm đem lại sắc thái gì cho lời văn. Thì ở đây với những từ in đậm này đã đem lại sắc thái trang trọng cho câu văn. Như vậy là câu hỏi vừa rồi thì cũng đã khép lại phần nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và theo dõi bài học. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.